Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đã đề nghị các tỉnh Tây Nam cần tăng cường tầm soát dịch để kịp thời phát hiện các ca bệnh trong cộng đồng, đồng thời tuyên truyền cho người dân địa phương cần nâng cao ý thức cảnh giác đối với những người nhập cảnh trái phép. Do đặc thù về địa hình, các tỉnh Tây Nam có đường biên dài, trong đó có nhiều đoạn là đường sông, phần lớn chỉ có các cột mốc ấn định ranh giới. Nhiều nhà dân lại trồng vườn xen lẫn với các đường mòn biên giới, nên rất khó cho lực lượng chức năng trong việc kiểm soát. Chúng tôi đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng để các đồng chí đã tăng cường các lực lượng lên trên các chốt biên giới. Thế nhưng mà với một cái đường biên như vậy, báo cáo chỉ là đường biên gần như là không có ranh giới, nó chỉ là các cột mốc và cái việc đi lại giữa các nơi này nơi khác rất dễ dàng. Mặc dù chúng ta 500 mét mà chúng ta có một cái gọi là cái bốt gác, thế nhưng mà không thể mà có thể đảm bảo được. Thời gian này, lực lượng chức năng đã liên tục tăng cường tuần tra kiểm soát bất kể ngày đêm, nhất là sau khi có những ca nhập cảnh trái phép dương tính với SARS-CoV-2. Thế là anh em là tăng cường là cái việc tuần tra biên giới này, xong cũng tăng cường kiểm tra là kiểm soát lưu động á, là tăng cường nhiều hơn. Đêm này cũng tổ chức là mật phục ở những cái chỗ nào có thể là người ta lợi dụng để vượt biên trái phép. Lãnh đạo tỉnh cũng đã yêu cầu các địa phương quản lý thật chặt việc triển khai kiểm soát đường biên, nơi nào để xảy ra sai sót sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu. Tỉnh giao trách nhiệm về cho các đồng chí là chủ tịch các ủy ban nhân dân các quận, thị xã, thành phố, đặc biệt là trong tuyến biên giới. Nơi nào mà để xảy ra những cái ca mà thâm nhập trái phép, để cho nó là dịch bệnh lây lan trở ra đó, thì đồng chí người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Nếu như lơ là cũng ngoan. Bộ Y tế nhận định nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào nước ta rất cao, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch ở nước bạn vẫn đang diễn biến phức tạp. Các địa phương tuyệt đối không được lơ là chủ quan.